Oli, chồng của Hà Anh, là một giáo viên. Cô từng kể về anh với nhiều tính cách tốt của người đàn ông thuộc về gia đình như điềm đạm, kiên nhẫn và yêu thương vợ con. Oli, chồng của Hà Anh, là một giáo viên. Cô từng kể về anh với nhiều tính cách tốt của người đàn ông thuộc về gia đình như điềm đạm, kiên nhẫn và yêu thương vợ con. Cô tiết lộ đã chọn rất kỹ mới tìm thấy Oli là người bạn đời phù hợp. Trải qua nhiều mối tình tôi đã nhận ra những người đàn ông làm nghề nghiệp gì sẽ dung hòa được với mình tôi là người thường xuyên phải di chuyển làm việc nhiều nơi nên cần một điểm tựa một người có công việc ổn định vững vàng yên bình nếu chồng tôi lại làm cùng làm nghệ thuật hoặc kinh doanh hay phải đi nhiều thì hai người sẽ không có thời gian để gắn bó với nhau nhiều hơn cô nói cô tiết lộ đã chọn rất kỹ mới tìm thấy oli là người bạn đời phù hợp trải qua nhiều mối tình tôi đã nhận ra những người đàn ông làm nghề nghiệp gì sẽ dung hòa được với mình tôi là người thường xuyên phải di chuyển làm việc nhiều nơi nên cần một điểm tựa một người có công việc ổn định vững vàng yên bình nếu chồng tôi lại làm cùng làm nghệ thuật hoặc kinh doanh hay phải đi nhiều thì hai người sẽ không có thời gian để gắn bó với nhau nhiều hơn cô nói chồng hà anh hay tháp tùng vợ khi cô được mời tham gia các sự kiện buổi tối lúc siêu mẫu mới sinh con anh thường đưa con gái đến gần nơi vợ làm việc để cô có thể tranh thủ lúc nghỉ giải lao gần gũi bé trong ảnh ô ly nhiệt tình chụp hình cho hà anh đến khi cô vừa ý chồng hà anh hay tháp tùng vợ khi cô được mời tham gia các sự kiện buổi tối lúc siêu mẫu mới sinh con anh thường đưa con gái đến gần nơi vợ làm việc để cô có thể tranh thủ lúc nghỉ giải lao gần gũi bé trong ảnh ô ly nhiệt tình chụp hình cho hà anh đến khi cô vừa ý Hà Anh khen chồng là người cha tuyệt vời. Bên cạnh tình yêu dành cho con gái Mila, anh có kỹ năng sư phạm nên nuôi dạy bé rất tốt. Hà Anh thường hãnh diện khoe những khoảnh khắc ông xã cô bên con, dạy con học bơi, đạp xe. Hà Anh khen chồng là người cha tuyệt vời. Bên cạnh tình yêu dành cho con gái Mila, anh có kỹ năng sư phạm nên nuôi dạy bé rất tốt. Hà Anh thường hãnh diện khoe những khoảnh khắc ông xã cô bên con, dạy con học bơi, đạp xe. Oli thân thiết với gia đình vợ, thường xuyên góp mặt trong những dịp vui chung của cả nhà. Anh nói chuyện với người nhà vợ bằng tiếng Anh hoặc nhờ Hà Anh phiên dịch, sau đó tự học tiếng Việt để có thể giao tiếp với mọi người nhiều hơn. Oli thân thiết với gia đình vợ, thường xuyên góp mặt trong những dịp vui chung của cả nhà. Anh nói chuyện với người nhà vợ bằng tiếng Anh hoặc nhờ Hà Anh phiên dịch, sau đó tự học tiếng Việt để có thể giao tiếp với mọi người nhiều hơn. Em gái Hà Anh, Hot Girl Hà Mi, Nhận lời cầu hôn từ bạn trai người Canada, bì phải hồi đầu tháng 5. Anh là Brad, hiện đảm nhiệm vai trò quản lý trong lĩnh vực xuất khẩu ngoại thất, đã sống ở Việt Nam 12 năm. Em gái Hà Anh, Hawker Hà Mi, nhận lời cầu hôn từ bạn trai người Canada, bì phải hồi đầu tháng 5. Anh là Brad, hiện đảm nhiệm vai trò quản lý trong lĩnh vực xuất khẩu ngoại thất, đã sống ở Việt Nam 12 năm. Brad có ngoại hình nam tính, thường được bạn gái gọi là ông Tây anh sinh ra trong gia đình có bố mẹ là giáo viên nên dễ dàng hòa nhập với lối sống trong gia đình Hạ Anh với những đặc điểm như truyền thống, nhưng cởi mở, các thành viên yêu thương và tôn trọng nhau. Brad có ngoại hình nam tính, thường được bạn gái gọi là ông Tây. Anh sinh ra trong gia đình có bố mẹ là giáo viên nên dễ dàng hòa nhập với lối sống trong gia đình Hà Anh với những đặc điểm như truyền thống, nhưng cởi mở, các thành viên yêu thương và tôn trọng nhau. Brad và Hà Mi trải qua hai năm yêu đương trước khi quyết định gắn bó. Cả hai thường xuyên du lịch và tiệc tùng cùng nhau. Brad và Hà Mi trải qua hai năm yêu đương trước khi quyết định gắn bó. Cả hai thường xuyên du lịch và tiệc tùng cùng nhau. Em dễ tưởng lai like của Hà Anh yêu động vật. Anh cùng bạn gái nuôi những chú cúng trong căn hộ ở thành phố Hồ Chí Minh từ ngày quen Hà Mi, anh đã nói với cô rằng, anh muốn có gia đình hạnh phúc với em như chị gái em và Oli em dễ tưởng lai like của hà anh yêu động vật anh cùng bạn gái nuôi những chú cúng trong căn hộ ở thành phố hồ chí minh từ ngày quen hà mi anh đã nói với cô rằng anh muốn có gia đình hạnh phúc với em như chị gái em và oli burrard được lòng bé mila nên hai chú cháu thân thiết mỗi lần gặp nhau chồng sắp cưới của hà mi hiếm khi vắng mặt trong các sự kiện mà hà anh tổ chức burrard được lòng bé mila nên hai chú cháu thân thiết mỗi lần gặp nhau chồng sắp cưới của Hà Mi hiếm khi vắng mặt trong các sự kiện mà Hà Anh tổ chức. Brad và Hà Mi chơi đùa cùng Mila trong dịp sinh nhật bé. Hà Anh tiết lộ, vợ chồng cô và con gái sẽ có nhiều bất ngờ cho Hà Mi khi cô tổ chức đám cưới. Brad và Hà Mi chơi đùa cùng Mila trong dịp sinh nhật bé. Hà Anh tiết lộ, vợ chồng cô và con gái sẽ có nhiều bất ngờ cho Hà Mi khi cô tổ chức đám cưới. Lam trà